việc bà Hillary Clinton tuyên bố sẽ rời vị trí Ngoại trưởng Mỹ khi nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Barack Obama kết thúc vào tháng 1 năm 2013 đã khiến cuộc tìm kiếm chủ nhân cho chiếc ghế này bắt đầu nóng lên. Hiện có 3 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này, gồm Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Kerry, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice và Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, bà Susan Rice, một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, đang được xem là ứng viên nặng ký thay thế bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, nếu được Tổng thống Obama đề cử để trở thành ngoại trưởng tiếp theo, bà Rice vẫn cần giành được 55 phiếu ủng hộ của Thượng viện Mỹ. Thế nhưng, việc Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ định bà Susan Rice, đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc vào ghế Ngoại trưởng Mỹ, xem ra sẽ không hề đơn giản, bởi trong ngày hôm qua, nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã công khai chống lại việc này. Sự việc một lần nữa cho thấy tính nhạy cảm và kén người của chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ. Gần một tháng sau khi tái đắc cử, hiện nay Tổng thống Obama vẫn chưa tiết lộ thành phần nội các mới, dù đang có không ít đồn đoán về những ứng cử viên thay thế cho hai vị trí đối ngoại và quốc phòng Mỹ. Ứng cử viên đầu tiên là Thượng nghị sĩ John Kerry, người từng nắm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ trong một thời gian dài. Nổi lên là một gương mặt sáng giá, ông là người khá nổi tiếng trong chính giới Mỹ và quốc tế, và từ lâu đã ấp ủ ước mơ làm người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ. Ngoài ra, một gương mặt khác cũng được nhiều người nhắc tới là Tom Donilon, cố vấn an ninh quốc gia đáng tin cậy của ông Obama kể từ năm 2010, dù rằng đâu đó vẫn có ý kiến cho rằng nhân vật này không có đủ uy tín chính trị. Ứng cử viên cuối cùng, bà Susan Rice cũng là ứng cử viên sáng giá nhất so với hai ứng cử viên còn lại, dù chưa thực sự ngang tầm với đương kim Ngoại trưởng Hillary Clinton. Nếu xét về khả năng, cả bà Rice và ông Kerry đều xứng đáng làm người kế nhiệm Ngoại trưởng Hillary. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, dư luận Mỹ dường như có phần ngả về xu hướng chọn một nữ ngoại trưởng tiếp theo cho nước Mỹ. Bà Susan Rice, 48 tuổi, được đánh giá là nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, nhà thương thuyết năng nổ, đồng thời lại là người thân cận của Tổng thống Barack Obama. Từ thời của cựu Tổng thống Bill Clinton, bà đã đảm nhận nhiều cương vị quan trọng của Nhà Trắng và sau đó là cố vấn cao cấp về các vấn đề an ninh quốc gia trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của ông Barack Obama hồi năm 2008. Bà được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm đại sứ tại Liên Hợp Quốc ít lâu sau khi Tổng thống Barack Obama lên nhậm chức và trở thành phụ nữ Mỹ gốc châu Phi đầu tiên nắm giữ chức vụ này. Bà Rice luôn là người được chính quyền chỉ định trong các cuộc đàm phán khó khăn với Nga và Trung Quốc về các vấn đề từ trừng phạt Iran cho tới việc quân nổi dậy Libya và xử lý tình huống đối với Syria. Có lẽ với sự mẫu mực, tài năng và bền bỉ, bà Susan Rice đã giành được sự ủng hộ rất lớn từ Tổng thống Barack Obama. Ngày 14 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Obama đã lên tiếng bảo vệ nữ đại sứ Mỹ khi khẳng định bà Rice đã đảm nhiệm tốt công việc tại Liên Hợp Quốc, đồng thời cáo buộc các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đang tìm cách hạ uy tín của bà Rice khi liên tục công kích vào những phát biểu của bà sau vụ tấn công ở Benghazi, Libya, dù rằng ông Obama không nói có chọn bà Susan Rice là người kế nhiệm Ngoại trưởng Hillary Clinton hay không. Tổng thống Obama cho rằng những sự công kích đó đối với bà Rice là hành động xúc phạm. Bà Susan Rice là một người gương mẫu. Bà đã đại diện cho Mỹ và bảo vệ các lợi ích của chúng ta tại Liên Hợp Quốc. Về vấn đề ở Benghazi, tôi nghĩ bà Susan Rice đã phải gánh chịu những lời đồn đại thái quá. Tôi sẽ rất vui nếu như Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ Graham có thể thảo luận về vấn đề này với tôi trong thời gian tới. Và một lần nữa vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ tiếp tục bảo vệ nữ chính khách này trước các thành viên nội các. Theo ông Obama, bà Rice nên được đối xử công bằng. Tuy nhiên, có lẽ Tổng thống Obama sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức mới có thể hy vọng thuyết phục được Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Rice vào chức vụ ngoại trưởng. Để trở thành nữ ngoại trưởng Mỹ gốc Phi thứ hai của Mỹ, bà Rice còn cần giành được 55 phiếu ủng hộ ở Thượng viện. Đây cũng không phải là cửa ải dễ dàng khi mà Thượng nghị sĩ John McCain đã tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ làm mọi điều trong khả năng để ngăn cản bà Rice trở thành ngoại trưởng Mỹ. Dù đã từng phê chuẩn bà Rice vào chức vụ đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nhưng nhiều thành viên Quốc hội Mỹ hiện nay mạnh mẽ chỉ trích bà Rice sau vụ tấn công dẫn đến cái chết của đại sứ Christopher Steven và 3 nhân viên ngoại giao Mỹ ở Benghazi, Libya. Trong phát biểu đầu tiên sau vụ này, bà Rice cho rằng đó là một vụ phản kháng dẫn đến hậu quả chết người của người dân Libya, chứ không phải là một vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, vài ngày sau phát biểu của bà Rice,
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lại gọi vụ tấn công đó là hành động khủng bố. Sự vênh nhau trong phát biểu của hai nữ chính khách đã tạo nên sóng gió và khiến các thành viên Đảng Cộng Hòa yêu cầu phải có câu trả lời thỏa đáng. Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội cho rằng bà Rice đã cố tình giảm nhẹ mức độ của vụ tấn công này nhằm tránh gây bất lợi cho ông Obama trong thời gian tranh cử. Song bà Rice đã có những lập luận riêng bảo vệ quan điểm của mình. Khi thảo luận về cuộc tấn công vào cơ sở của chúng ta ở Benghazi, tôi tin cậy duy nhất và trực tiếp vào các thông tin do cộng đồng tình báo cung cấp. Tôi đã nói rõ ràng đây mới là thông tin sơ bộ và điều tra của chúng tôi sẽ cung cấp những câu trả lời dứt khoát. Phát biểu trước báo giới vào ngày hôm qua 28 tháng 11, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John McCain, Lindsey Graham và Kelly Ayotte cho biết, mặc dù hai bên đã có cuộc thảo luận thẳng thắn, song nhấn mạnh những lời giải thích của bà Rice vẫn chưa thỏa đáng. Cả ba nghị sĩ cũng tuyên bố sẽ không ủng hộ bất cứ đề cử vị đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào cương vị cao hơn cho tới khi các câu hỏi về phản ứng của chính quyền trước vụ tấn công tại Benghazi được giải đáp. Không chỉ gặp rào cản về vấn đề ở Benghazi, nhiều nghị sĩ cũng cho rằng bà Rice là nhân vật có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong ngoại giao, nhưng bà Rice lại là người thẳng tính và không thực sự khéo léo. Các quy định hiện nay ở Mỹ có thể cho phép ba thượng nghị sĩ ngăn chặn việc tiến cử bà Rice vào ghế ngoại trưởng. Hành động trên của các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cũng giống như những gì mà Đảng Dân Chủ đã làm vào năm 2006, khi Tổng thống George Bush đề cử ông John Bolton, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào vị trí ngoại trưởng. Liệu kịch bản cũ có lặp lại? Đây vừa là câu hỏi, vừa là sự lo ngại của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Mặc dù chưa chính thức nhận nhiệm kỳ mới, nhưng ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi đầu tháng 11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải đối mặt với những khó khăn trong vấn đề tìm kiếm ứng viên cho các vị trí nội các. Giới phân tích cho rằng, dù ai đảm nhận chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Không chỉ thừa kế những di sản thành công của bà Hillary, người kế nhiệm còn phải vượt qua cái bóng của bà Hillary, khi bà luôn được các quan chức nước ngoài đánh giá cao và nhận được tỷ lệ ủng hộ rất cao trong dân chúng Mỹ. Vì thế, việc lựa chọn người thay thế bà Hillary sẽ là một trong những thách thức khó khăn của chính quyền ông Obama trong nhiệm kỳ mới.